Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ghi hình chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một chút cái tuyến đường ở khu vực trung tâm thị trấn Chũ. Vâng, đây là đường quốc lộ 31 các bạn nhé. Mình đang ở cái đoạn dưới bên dưới chỗ ngã tư truyền hình. Ở đây thị trấn Chũ người ta hay gọi quen là như vậy xuống. Khu vực này thuộc Quang Trung, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, thị trấn Chũ. Vâng, tiến tới này sẽ lên thị xã Chũ các bạn nhé. À, sang năm 2025 thì sẽ lên thị xã Chũ. À, bây giờ thì mình đang đi trên cái tuyến đường 31 dọc quốc lộ 31. À, hướng mình đang di chuyển đây là về hướng đang lên huyện Sơn Động các bạn ạ. Từ trung tâm thị trấn Chũ này lên Sơn Động thì bằng khoảng hơn 30 km đấy các bạn nhé. Mình vừa đi mình vừa ghi hình chia sẻ cho các bạn biết cùng biết về các tuyến đường ở khu vực thị trấn Chũ cho mọi người cùng xem để xem mức độ phát triển ở khu vực thị trấn Chũ là như thế nào các bạn nhá. Có thể các bạn nào ở đâu đó xa quê lâu ngày thì không biết là khu vực thị trấn Chũ nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết. Mình vừa đi mình vừa ghi hình chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé, dọc tuyến đường thôi, mình vừa đi xe vừa quay phim cho mọi người xem. Vâng, trước mặt các bạn là cái cổng chào của thị trấn Chũ này, gần cái khu trung tâm hành chính của thị trấn, của huyện đó. Thị trấn Chũ là thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang các bạn nhé. Và bây giờ thì cái cổng trước mặt các bạn đang nhìn thấy là có chữ Lục Ngạn ở trên cao cao kia là cổng chào của gần trung tâm hành chính. Bắt đầu từ khu vực này trở lên phía đằng trên này thì là sẽ có nhiều những các ngôi nhà cao tầng hơn, bởi vì gần cái khu vực trung tâm buôn bán sầm uất nhất khu vực Lục Ngạn đây. Đây ở phía bên tay phải là cái quảng trường của thị trấn các bạn nhé. À, bên tay trái là quảng trường của thị trấn cũng như là cái khu vực hành chính công, ủy ban nhân dân huyện cũng như là tòa án rồi công an bộ đội. Đấy, trước mặt các bạn là chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bạn cũng hay gọi là ngã tư bờ hồ đó, người hay quen như vậy. Đấy, chỗ xe đèn đỏ kia. Bây giờ mình sẽ rẽ vào đằng bên này một chút, xong một tí mình tiếp tục mình đi lên cái đường bên kia mình chia sẻ mọi người xem nhé. Và đường mình đang rẽ là về đằng xã Nam Dương nhưng mà thôi mình không qua đấy, tí mình sẽ đi lên thẳng rồi mình chia sẻ cho mọi người xem tiếp nhé. Và đây quý vị nhá, bây giờ mình tiếp tục mình ghi hình chia sẻ cho quý vị và các bạn từ chỗ ngã tư truyền hình này, à không phải ngã tư truyền hình mà là ngã tư bờ hồ chỗ thị trấn Chũ nhá, đi lên về đằng hướng Sơn Động. Và con đường hôm nay mình chỉ ghi hình chia sẻ cho mọi người là đến cái khu vực ngã ba kép Hồng Giang rồi mình rẽ đường quốc lộ 290 về đường tỉnh 290 nhé. Vâng, thời tiết hiện giờ thì nó cũng đang hơi âm u một chút các bạn ạ. Thời tiết hôm nay thì nó cũng không được sáng sủa cho lắm. Mình cố gắng đi tốc độ vừa đi cho mọi người vừa ngắm được biết là khung cảnh của thị trấn Chũ. Đây là cái trung tâm mua bán ở trên này thì đông, có nhiều các cửa hàng kinh doanh, đặc biệt là xe máy, điện thoại, điện máy các kiểu. Bây giờ là người ta trồng cây hai bên đường, dọc hai bên đường. Bắt đầu mình đến đây, khu vực này là người ta hay mua bán điện máy, điện thoại rồi các kiểu rất là nhiều các bạn. Khu vực này này đấy, rất là đông nhá.
nhiều các cửa hàng xe máy cũng như là các cửa hàng bán điện thoại rồi các đồ nội thất trong nhà này. Và ngay bên trên này sẽ là có một cái ngã tư nữa, một đường rẽ vào bệnh viện trung tâm y tế huyện Lục Ngạn. Và một đường mà tiếp tục đi thẳng nhé, đi thẳng về hướng Sơn Động. Vâng, lại đèn đỏ các bạn ạ. Tiếp tục đèn đỏ. Đây, hướng bên tay trái của mình sẽ là rẽ vào trung tâm y tế huyện Lục Ngạn các bạn nhé. Hai con xe máy trước mặt đang chuẩn bị rẽ kia là vào trung tâm y tế huyện Lục Ngạn. Còn đi thẳng này là đi hướng liên kép Hồng Giang Lục Ngạn. Nói chung là ở cái khu vực Lục Ngạn này thì mỗi ngày một phát triển nhé. Mình ghi những thước phim này chia sẻ cho những người xa quê lâu ngày có thể là xem lại là khu vực Lục Ngạn bây giờ phát triển như thế nào. Đấy là mình chỉ ghi hình ở ngoài đường này thôi, còn mình không có thời gian đi vào các khu vực lắm các bạn nhé. Đang tiện chuyến ở trên đường là mình ghi hình như vậy. Vâng, đây các bạn nhé, đây là cầu cát đây, cái chỗ có cái biển ở phía phía đằng kia gọi là chỗ cầu cát đi các bạn nhé. Giờ mình sẽ tiếp tục hành trình di chuyển từ khu vực thị trấn Chũ Lục Ngạn Bắc Giang này về phía đằng Phong Vân, xã Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang các bạn nhé. Mình thì sẽ làm từ tuyến đường từ chỗ thị trấn Chũ này về đến xã Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang, sẽ qua xã Hồng Giang rồi xã Biên Sơn, rồi tiếp nữa thì mới đến xã Phong Vân các bạn ạ. Đây mình đang tiếp tục di chuyển, vẫn nằm ở trong đất thị trấn Chũ mà nhé. Tiếp tới này thì thị trấn Chũ sẽ lên là thị xã Chũ. Và những ai ở xa quê lâu ngày cũng biết đến quê hương này, thấy cái video của mình này cho những comment bình luận vào nhé, nói cho nó thú vị. Và mình cũng xin rất là chân thành cảm ơn những anh em bạn bè đã xem những clip trên kênh Xuân Muộn TV của mình. Mình vừa qua cái siêu thị The City. Úi giời, biển số sắp rơi rồi. Vâng, này lên khỏi cái trên này thì gần khỏi cái khu vực mua bán sầm uất rồi các bạn ạ. Sắp đến cái khu vực người dân Lục Ngạn này gọi là khu vực Chạy Ổi, gần sư đoàn 325 của bộ đội khám chữa bệnh. Mình vẫn đang ở trong cái đoạn mà đông dân cư như các bạn nhé, chưa hết đông dân cư. Sẽ hết cái biển đông dân cư ở thị trấn Chũ các bạn nhé. Rồi tí nữa thì sẽ là giáp đến vết đất xã Hồng Giang. Vâng, đường này thì cũng vừa mới làm được một thời gian, cũng là làm rộng hơn và dễ đi hơn rất nhiều các bạn ạ. Đấy, biển hết đông dân cư rồi. Bên trên tin nữa trên này thì sẽ là cái sư đoàn 325 của quân đội.
ngay bên tay phải này là cái khu vực khám chữa bệnh của sư đoàn 325 các bạn nhé. Đây, ngay bên phải này này. Trạm xăng. Mình sẽ di chuyển nhanh một chút. Mọi người có thể nhìn qua biết khu vực. Thì từ khu vực thị trấn Chủ này về đến nhà mình ấy, Phong Vân Đồng An Bắc Giang thì nó sẽ mất khoảng tầm 40 phút nếu mà đi tốc độ chậm chậm. Còn 30 phút thì tốc độ nhanh. Từ thị trấn Chủ về đến nhà mình thì khoảng 22 đến 24 cây các bạn nhé. Trong tầm thị trấn Chủ về đến nhà mình khu vực Phong Vân Đồng An Bắc Giang. Và bắt đầu vào chỗ đông dân cư của xã Hồng Giang các bạn ạ. Đây là khu đông dân cư của xã Hồng Giang đây. Và cây xăng Thế Anh, cây xăng là vừa mới bán được hơn một năm nay. Một chút nữa sẽ đến cái trung tâm ngã ba kép Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang. Đây rồi, ngã ba kép Hồng Giang đây các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đi rẽ về bên tay trái rồi về hướng đường tỉnh lộ 290 của về hướng đằng xã Biên Sơn các bạn nhé. Mình sẽ rẽ trái đây. Đây là ngã ba kép Hồng Giang, Lục Ngạn Bắc Giang. Mình cũng đã làm rất là nhiều cái clip chia sẻ cho mọi người biết về chỗ ngã ba kép rồi, ở cái chỗ những hàng năm về vụ vải ấy. Đây mình đang đi trên tỉnh lộ 290 các bạn nhé. Đường là quốc phòng làm. Hướng lên khu vực Biên Sơn là trung tâm của trưởng bán quốc gia khu vực 1, gọi tắt là TB1. Đây vẫn thuộc xã Hồng Giang các bạn nhé. Mình sẽ ghi hình xuyên suốt một đoạn đường về đến Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang cho mọi người cùng xem tuyến đường bây giờ phát triển như thế nào dọc tuyến đường này. Cũng lâu lâu hàng năm thì mình mới làm những cái clip chia sẻ kiểu như thế này cho mọi người cùng xem thôi. Để mọi người có thể ở nơi xa thì nhìn thấy thì nhớ về quê hương, biết quê hương mình nó phát triển như thế nào. Vâng, đường này thì đi nó hơi ồn một chút các bạn ạ. Đường đi nó khá là ồn bởi vì đường bê tông. Đường nhựa thì nó sẽ êm hơn. Mấy chú công an đang làm nhiệm vụ. Đây vẫn đang địa phận trên thuộc xã Hồng Giang các bạn ạ. Đang di chuyển lên đây là sắp đến thôn Trại Chính xã Hồng Giang. Đây là một trường tiểu học của xã Hồng Giang. Cái bên trái này là trường tiểu học Hồng Giang khu B. Ba chỗ cua này là vào chỗ cổng Trại Chính Hồng Giang các bạn nhé. Cua này bây giờ vào tầm mùa tháng 10 tháng 11 này thì ở miền Bắc thì
không khí nó thay đổi rất nhiều các bạn nhé. Lúc thì lạnh, trời mưa với lại thời tiết âm u. Hôm nay thì hiện tại thì là không nắng, nó hơi âm u thôi. Mình đang đi tốc độ xe khá là nhanh. Đoạn này vẫn thuộc xã Hồng Giang các bạn nhé, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Một chút nữa thôi là đến khu vực Biên Sơn. Sơn này thì mình nói thêm cho mọi người biết là ở ngay bên tôi, cái này vẫn Hồng Giang nhé, không phải Biên Sơn. Ở bên ngay bên tay phải này của mình là đất của quốc phòng, thuộc đất của quốc phòng nhé. Chỉ có mé ở bên tay trái này là đất của dân sự. Cái đất quốc phòng hiện tại thì đang trồng cây. Mọi người và các bạn có thể nhìn thấy là ở bên tay phải mình sẽ không có một ngôi nhà nào của người dân nhé, bởi vì thuộc đất quốc phòng. Chỉ có bên tay trái này thì là của bên người dân thì mới có những ngôi nhà người dân ở thôi. Đây là thuộc đất Biên Sơn rồi các bạn nhé. Đây bắt đầu là đất Biên Sơn, thuộc xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Và cũng ngay bên tay phải mình cũng vẫn là một dải đất của đất quốc phòng. Và cũng chỉ có ở bên trái là đất của bên dân sự thì mới có những ngôi nhà ở thôi. Dọc theo cái tuyến đường này đến cái khu vực Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang thì đều bên tay phải đều là đất của quốc phòng hết các bạn nhé. Chợ Biên Sơn các bạn ơi, khu vực này là thuộc chợ Biên Sơn. Chợ Biên Sơn là họp vào những ngày chẵn năm 10 năm ngày một phiên. Nói về ngày chẵn thì cũng không phải là ngày chẵn mà có là 5 ngày hoặc một phiên, rồi rơi vào những ngày 5, 10, 15, 20. Mình đã đi qua khỏi cổng chợ rồi, vẫn đang tiếp tục di chuyển khu vực chợ Biên Sơn nên sắp lên khỏi chợ. Phố chợ Biên Sơn. Đường Biên Sơn này là rất là dài các bạn nhé. Đường thuộc xã Biên Sơn này khá là dài. Mình trong cái clip của mình này sẽ là khá là dài ở cái dải đất ở Biên Sơn. Xong tiếp đó là đến giáp một chút đất của xã Hồ Đáp, nhưng cũng chỉ có một đoạn ngắn thôi là lại giáp danh với đất của xã Phong Vân rồi các bạn ạ. Xã Hồ Đáp thì chỉ có một chút thôi, bởi vì cái trung tâm xã Hồ Đáp thì sẽ đi vào sâu. Cái đường hướng về đằng có thể đi hướng về đằng Sơn Hải được các bạn nhé, và sâu đằng ngày trong Thiên đó, bởi vì trung tâm xã của đáp vừa sâu sâu trong đó. Phòng khám của bệnh viện quân đội
tỉnh lộ 290, đường 30 tháng 4. Và đường này thì mang tên là 30 tháng 4 Khánh Thành của quân đội thi công. Cũng đã đưa được vào sử dụng được khoảng tầm 3-4 năm nay rồi. Dọc theo cái dải này ở bên tay phải đều là đất của quốc phòng các bạn nhé. Và thời tiết hôm nay thì cũng không được đẹp lắm. Đoạn này cách chỗ ngã ba Cống Lầu sẽ còn tầm khoảng 6 km đấy các bạn nhé. Ngã ba Cống Lầu thuộc xã Phong Vân rồi, 6 km thì sẽ là đến ngã ba Cống Lầu. Còn đất Biên Sơn thì còn tầm khoảng hơn 1 cây số nữa. Bà con trồng vải tiết trên đồi ở Lục Ngạn mình thì là rất là nổi tiếng, vải thiều Lục Ngạn rồi, thương hiệu lớn của Lục Ngạn. Nói đến vải người ta sẽ nhắc đến là vải thiều Lục Ngạn. Đây vẫn còn một chút là đất kia của xã Biên Sơn. Và cũng về phía bên tay phải vẫn là đất của trường bắn quốc gia, đất quốc phòng. Mình đi thế này mình chỉ ghi hình dọc đường được thôi, mình không có tay để cầm máy lia ra hai bên đường. Con đèo gọi là đèo Váng, tên nó là đèo Váng các bạn ạ. Uốn lượn quanh co bắt đầu lên đèo. Thời tiết so ở cái chân đèo này với lại ở trên khỏi cái đỉnh đèo này nó sẽ chênh lệch nhau khoảng tầm khoảng 1 độ các bạn nhé. Lên trên này thì nó sẽ mát hơn, thời tiết sẽ mát hơn. Đây có lẽ là nó độ cao nó cao hơn so với phía dưới này, sẽ mát hơn. Hết đèo. Từ đoạn này sẽ là đất của xã Hồ Đáp các bạn nhé, một chút thôi, một chút ít của xã Hồ Đáp thôi. Đấy, trên đất này là thuộc xã Hồ Đáp quản lý cái khu vực này. Đường Hồ Đáp ngay chỗ bên tay phải, tay trái mình đây các bạn nhé, rẽ vào đấy là vào trong trung tâm ủy ban Hồ Đáp. Còn mình đi thẳng là hướng về Phong Vân rồi Tân Sơn rồi Cấm Sơn rồi sang bên đồng mỏ Chi Lăng Lạng Sơn các bạn nha. Ở bên xã Chi Lăng Lạng Sơn. Đường này vẫn là thuộc đường 290, đường tỉnh lộ 290. Đi nơi đến chỗ ngã ba trong này sẽ là giáp danh vào đường tỉnh lộ đường quốc lộ 279
vượt con xe này. Đây là đang là đất của xã Phong Vân các bạn nhé. Và xã Phong Vân này cũng khá là dài, bắt đầu nguồn từ ngoài này thì cũng thuộc xã Phong Vân rồi thì cũng khá là dài. Và bên tay phải mình cũng vẫn là đất của quốc phòng các bạn nhé, chỉ có bên tay trái thì mới đất của dân thôi. Ở trên khu vực xã Phong Vân này thì bà con còn nuôi rất là nhiều ngựa. Đây thuộc thôn Cống Lầu, xã Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang các bạn ạ. Thôn này thì cũng đã di chuyển ở bên trong đất quốc phòng ra đây gần như là một phần, một nửa. Họ có thể nhìn thấy thời tiết hôm nay thì cũng không được đẹp, âm u, kiểu những sương mù cả ban ngày ấy. Tốc độ 50 km/h và hiện tại mình đã đến khu vực ngã ba Cống Lầu thuộc đất Phong Vân. Chỗ ngã ba này thì một đường sẽ đi là về đằng hướng Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang, đi theo đường quốc lộ 279, còn một đường tiếp tục đi thẳng là hướng về xã Tân Sơn và Cấm Sơn, rồi thuộc xã Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, rồi đồng mỏ đây, đồng mỏ đây các bạn nhá, mình nhìn thấy biển kìa, đồng mỏ và Tân Hoa. Đây mình đi thẳng là hướng về đằng xã Tân Sơn và Cấm Sơn, rồi Chi Lăng về Lạng Sơn các bạn nhá. Đây ở trên vùng cao mình đây thì nuôi rất là nhiều ngựa. Đây giải đất của trường bắn của quốc phòng rất là rộng các bạn nhé, từ dưới kia lên đây vẫn là đất của quốc phòng này. Bắt đầu đến gần trung tâm xã của Phong Vân các bạn nhé, gần trung tâm xã Phong Vân. Mình sẽ ghi hình cái clip này đến đoạn đường của nhà mình. Mình sống ở trên khu vực vùng cao của huyện Lục Ngạn, thuộc một xã vùng cao của huyện Lục Ngạn. Xã Phong Vân của mình được xếp vào là thuộc 7 xã trên đèo, Lục Ngạn có 7 xã trên đèo: Phong Vân, Phong Minh, Xã Lý, Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hổ Đáp. Đây mình vừa qua khỏi cái chỗ trung tâm vào ủy ban nhân dân xã, đây là chỗ chợ Phong Vân các bạn nhé. Đây chợ Phong Vân thì đoạn này gọi là chỗ chợ Phong Vân rồi. Chợ thì bên tay phải của mình. Chợ Phong Vân này họp vào ngày 4 và ngày 9 các bạn nhé, cứ cũng 5 ngày một phiên. Cũng ở đây gọi là chợ phiên, cứ 5 ngày một phiên, ngày 4, ngày 9. Và như vậy mình đã ghi hình clip này về đến chỗ gần đến chỗ nhà mình rồi.
Đây rồi, mình đến nhà mình rồi các bạn nhá. Mình sẽ dừng cái clip của mình tại đây nhé. Mình xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái video mình ghi hình từ thị trấn Chủ Lục Ngạn Bắc Giang về đến chỗ nhà mình ở Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang đấy các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh Cho Một TV của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.